dịch xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nối tiếp những chiến dịch mang vinh quang và trách nhiệm từ truyền thống hào hùng của lực lượng công an nhân dân đã làm nên dấu ấn lịch sử. Dấu ấn thần tốc được khẳng định từ tinh thần làm hết việc, không hết giờ, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp giữa đời thường của các anh, các chị. Dọc miền đất nước, từ biên cương địa đầu đến hải đảo xa xôi, những giọt mồ hôi chứa chan nhiệt huyết, bản lĩnh và nghị lực của biết bao chiến sĩ công an đã đổ xuống để khơi nguồn cho giá trị mang ánh sáng của thời đại mới. Ánh sáng soi rọi cung đường bình yên vì hạnh phúc của nhân dân. Ánh sáng rạng ngời đưa đất nước bước vào kỷ nguyên số. Con của mẹ hãy mau ngủ đi nhé. Đây là điều thiêng liêng khi tổ quốc cần. Hãy ngủ đi con nhé, để đất nước tiến vào kỷ nguyên số. Ngẩng cao đầu cùng cường quốc Nam Châu, trận chiến này chẳng có thắng thua đâu, nhưng được mất không phải ai cũng rõ. Bận lòng chi tiếng xì xào to nhỏ, vừa chạy vừa xếp hàng, nào có dễ thắng ngay. Vừa chạy vừa xếp hàng, nào có dễ thắng ngay. Này không có máu và hoa sẽ là bản hùng ca đi cùng năm tháng, được viết lên từ những đêm dài thức trắng miệt mài cùng con số với đường vân. Nhiều đồng đội phải tạm biệt người thân, lặn lội tăng ca đổi thay giờ sinh học, có con thơ những đêm dài trằn trọc đợi mẹ về chờ giấc ngủ bình yên. Con của mẹ hãy mau ngủ đi nhé, đây là điều thiêng liêng khi tổ quốc cần. Hãy ngủ đi con nhé, để đất nước tiến vào kỷ nguyên số. Ngẩng cao đầu cùng cường quốc Nam Châu, trận chiến này chẳng có thắng có đâu, nhưng được mất không phải ai cũng rõ. Bận lòng chi tiếng xì xào to nhỏ, vừa chạy vừa xếp hàng, nào có dễ thắng ngay. Vừa chạy vừa xếp hàng, nào có dễ thắng sao càng dõi theo càng thấy sáng. Bởi lẽ thường giản đơn sự cống hiến lặng thầm, để tháng năm dệt nên chiến công, mãi lấp lánh tinh thần vì dân vì đất nước. Những đêm dài miệt mài vững bước, khát vọng tự hào kết sáng ngàn vì sao. Đêm về khuya càng đẹp ánh sao xa, lấp lánh trời cao thì
thì thầm lời tình tu. Suốt chiến dịch này đồng đội tôi không ngủ, hóa thân mình thành những anh sao đêm. Dưới ánh trăng người chiến sĩ tăng ca, chụp ảnh lăn tay khi mặt trời đã tắt, xử lý thông tin miệt mài không ngơi nghỉ. Qua bữa cơm chiều ăn vội giữa canh khuya, trốn thì thành tới hai đầu xa kia, đèn luôn sáng đón người làm căn cứ. Đẫm ướt mồ hôi mặt quần thâm mất ngủ, ước mong dân Việt mình kỷ nguyên số thông minh. Tạm biệt mẹ già, tạm biệt con thơ, gác lại riêng tư gia đình mong ngóng những ánh sao đêm trong chiến dịch khát vọng lặng lẽ. Mọi không gian trên nhiều cung đường trải dài muôn nẻo Tổ quốc Việt Nam, những cánh tay nối dài tinh thần xung kích, những đôi chân vững bước quân hành, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thần tốc hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ, rực cháy khát vọng về một chính phủ số mang lại lợi ích ở mọi mặt đời sống cho nhân dân. Ngủ đi con nhé, thì thầm ngày mới mong giấc mơ cùng cha đêm trắng rút ngắn đường xa. Đêm nay vẫn nối đêm qua, những đồng chí bên cha cũng chưa về, cũng thì thầm lời nhắn ngủ đi. Sánh vai thế giới thì thầm nguyện ước bao đời, cơ hội tầm cao vươn tới cất cánh Việt Nam. Mỗi xung kích chiến sĩ công an vì đất nước quên mình, chiến dịch căn cước công dân thôi thúc quân hành. Từng khoảnh khắc giữ liệu số đường vân tay, trường thông tin chít nén sồn tiếng may. Từng nhịp bước nơi biên cương đào xa, xóm phố nếp nhà. Vượt thời gian thần tốc đoàn quân, ngày toàn dân hân hoan đón mừng. Những tiện ích văn minh thời đại, dàn đơn kết nối trên tay mỗi người. Cuộc sống yên vui ước mong, tấm căn cước nhỏ bé nâng tầm. Người công dân là trung tâm xã hội số. Một Việt Nam rạng rỡ ước mơ, niềm hạnh phúc nhân dân vô bờ. Chiến dịch cuốn xoay bao diệu kỳ và bao đêm trắng yêu thương thầm thì. Ngủ đi công dân bé thơ, giấc mơ ngoan cùng đất nước mình, cùng người chiến sĩ công an phục quân hành. Ngủ đi công
người chiến sĩ công an hòa khúc quân hành. Cầu trong hành trình hội nhập, bước tiến vững chắc để chinh phục tương lai, chuyển đổi toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu kiến tạo chính phủ số. Những định hướng quyết liệt, khởi đầu một chiến dịch quyết tâm. Chuẩn bị nguồn nhân lực được kiện toàn theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, cùng tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Nguyên tắc đúng đủ sạch sống khi thu thập thông tin trở thành giải pháp tiên quyết mũi nhọn trong chiến dịch. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, lợi ích thiết thực cho nhân dân, tiết kiệm ngân sách, hiệu quả kinh tế xã hội, giải pháp ưu việt góp phần phát triển quốc gia phồn thịnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bước đột phá mang trí tuệ của thời đại trong nhiệm vụ đấu tranh với cái ác, mang lại bình yên cuộc sống. Những thành quả tự hào kết tinh từ nỗ lực của toàn ngành cho một mục tiêu chung, bắt kịp xu hướng thời đại, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kiến tạo quốc gia Việt Nam đẹp tươi hùng cường. Một hành trình thần tốc của những chiến sĩ với mệnh lệnh từ trái tim. Cuộc sống vẫn êm trôi mỗi ngày, khoảnh khắc bình yên đó được lan tỏa từ sự đóng góp của lực lượng công an nhân dân. Họ có mặt trên mọi tuyến đầu, tiên phong trong mọi nhiệm vụ được giao phó. Điểm tựa tinh thần quý báu mà họ có được chính là sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của nhân dân. Những mùa hoa chiến công ấy mãi rực rỡ thắm tươi bên dòng thời gian, nối liền quá khứ hào hùng, hiện tại lớn mạnh và tương lai bền vững. Biết bao kiêu hãnh là người con đất Việt Nam.
là người con đất Việt Nam, trong tim luôn nhắc là người chiến sĩ công an, dẫu bao nhọc nhằn nguyện đời mình hy sinh thầm lặng bình yên núi sông đã viết nên bản anh hùng ca. Yeah.